Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với GTN Kids. Và bây giờ mình sẽ ra một cái video là bán nhanh gọn hàng, tổng cộng là 8 món sản phẩm mà trong đó có 5 sản phẩm giống nhau và 2 sản phẩm giống nhau luôn. Chỉ có một sản phẩm là khác nhau. Đây, đầu tiên là mắt kính. Mắt kính hôm bữa là mình mua 50k, nó bị trầy một ý thôi. Bên đây, mình không biết nó bên đây hay bên đây gì đó. À bên đây nha. Bên đây là hôm bữa mình mua 50k, mình sale lại còn 35k. Kính mát nha mấy bạn. Ok, tiếp theo là mochi. Mochi là 12k một em, mình sẽ lựa, mình sẽ chọn ngẫu nhiên cho các bạn nha. Tiếp theo, ngẫu nhiên, bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem luôn. Hộp vẫn còn nguyên nha các bạn. Đây, không có bị dơ. Và mình nói trước nha, bây giờ mình sẽ vệ sinh từng em cho các bạn luôn nha. Mình vệ sinh nè, bạn nào mà ví dụ mà bây giờ bạn mấy bạn nào có làm dơ mà ở chỗ xa xa là mình vệ sinh trên 3-4 con nha. Còn ở gần tỉnh Tây Ninh hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh là mình trên một con là các bạn chịu ship nha. Tiếp theo là hộp sữa. Đây, hộp sữa rất là dễ thương, mình còn 2 hộp. Bé này 12k một hộp nha, ngẫu nhiên nha. Bé này là 65k một em. Rồi ok, tiếp nha. Bây giờ tại vì mình bán nhanh gọn lẹ cho hết cái hàng này để mình còn phải nhập hàng mới về nữa, nên là các bạn ủng hộ mình nha. Bây giờ mình sẽ đặt hàng trên YouTube luôn. Chờ mình một tí. Xin lỗi các bạn nha, tại vì mình mất quét nhà cho mẹ. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn đặt hàng ngay tại trên YouTube luôn. Một, để lại tên, số điện thoại, địa chỉ và số mình và số sản phẩm, và sản phẩm mình muốn mua và số lượng. Cái này số lượng là 1, số lượng là 5, số lượng là 2. Ok, các bạn đặt hơn. Và bây giờ mình có một lời xin lỗi rất là nồng nhiệt luôn, đó chính là hôm bữa giờ mình không có ra video mình ra thu thớt nên là các bạn thông cảm nha. Tạm biệt các bạn, hãy cho nếu các bạn thấy video của mình hay hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký video, chia sẻ cho các bạn bè cùng xem. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với GTN Kids. Và bây giờ mình sẽ bán nhanh gọn và lẹ, và đây là bây giờ mình sẽ cho các bạn đặt hàng trên YouTube luôn, đó chính là các bạn chỉ cần để lại tên, số điện thoại, địa chỉ và số lượng số sản phẩm mà mình muốn mua, số lượng. Cái này mắt kính là số lượng có 1 nha, mochi 5, hộp sữa 2. Rồi ok, là bây giờ mình sẽ từng món nha. À dạ, đầu tiên là mắt kính là hồi bữa đây nó bị trầy bên đây một ít, hồi bữa mình mua 50k thì mình sale lại là 40k. Còn mochi là ngẫu nhiên 12k một em. Còn cái này nó không có bị dơ luôn, hết hồn chết bà rách. Đó, các bạn nhờ không sao, tới đó mình sẽ đổi bọc cho các bạn nên các bạn đừng lo ha. Ok, bé này là 65k chứ nha các bạn, 65k một em. Em này cũng bị rách luôn, nhưng mà không sao, mình sẽ đổi bọc cho các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ có một cái video này nữa là có nghĩa là mình sẽ vệ sinh lại mochi cho các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ ví dụ con này nó bị dơ tí, đây đó nó bị dơ tí nè. Mình sẽ vệ sinh và gửi cho các bạn luôn, và mình nên là các bạn đừng lo nha. Rồi, và mình có một cái lời xin lỗi là ơi, tại vì video lâu rồi mình không có ra video, mình làm ra video thư thớt nên là các bạn mong các bạn thông cảm, tại lúc đó mình mò lo học quá nên là bây giờ mình ra video để buồn cho các bạn. Và đây mình bán hết nhanh còn là để mình nhập hàng mới về nha các bạn. Hàng mới là về slam shop này rất là nhiều luôn, muốn đầy nhập shop luôn. Ok, và bây giờ tạm biệt các bạn.